Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 6 tháng 8 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Võ Thị Ánh Xuân sẽ nói gì với Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. Ông Biden rất xem trọng mối quan hệ với Việt Nam. Đầu tiên mà ông cử tới Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Austin đến Việt Nam vào ngày 29 tháng 7 vừa qua. Theo thông tin từ phía Nhà Trắng thì vào tháng 8 này bà Kamala Harris sẽ thăm Việt Nam. Điều quan trọng là nếu bà Kamala Harris sang thăm Việt Nam thì ai sẽ là người tiếp đón bà Phó Tổng thống Mỹ? Phó Tổng thống Mỹ là một chức vụ dân cử có quyền lực rất lớn chứ không như chức Phó Chủ tịch nước của Việt Nam. Chức Phó Chủ tịch nước Việt Nam cũng chỉ để làm cảnh, một chức vụ dành cho một ủy viên Trung ương Đảng, trong khi đó chức Chủ tịch nước là ủy viên Bộ Chính trị. Đây là hình ảnh Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. Theo đúng quy định thì bà Phó Chủ tịch nước Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân sẽ tiếp đón bà Phó Tổng thống Mỹ. Thực tế là bà Kamala Harris đến thăm Việt Nam mang sứ mệnh chính trị của ông Tổng thống Mỹ Biden. Những vấn đề mà bà Kamala Harris mang đến thì dù có tiếp nhận, bà Võ Thị Ánh Xuân cũng không có quyền quyết định gì cả. Tuy là bà Võ Thị Ánh Xuân được chính thức tiếp Phó Tổng thống Mỹ, nhưng cuộc nói chuyện của hai người phụ nữ này sẽ không quan trọng bằng những cuộc nói chuyện của bà Phó Tổng thống Mỹ với những quan chức cấp cao hơn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Việt Nam hiện nay vẫn là quốc gia theo mô hình chính trị dập khuôn lỗi thời kiểu Trung Quốc. Tuy nhiên, Trung Quốc thì gộp chức Tổng Bí thư và Chủ tịch nước thành một, nhưng Việt Nam thì không. Và chức Phó Chủ tịch nước của Trung Quốc cũng có quyền lực rất lớn chứ không như chức Phó Chủ tịch nước của Việt Nam, chủ yếu là để làm cảnh. Trước bà Kamala Harris sang thăm thì ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đã tới Việt Nam và đã có những cuộc nói chuyện với ông Phan Văn Giang. Ông Austin có thể trao đổi nhiều vấn đề quan trọng với ông Phan Văn Giang, tuy nhiên bà Kamala Harris thì lại không có gì để trao đổi với người đồng cấp ở Việt Nam, vì bà Phó Chủ tịch nước Việt Nam cũng chẳng làm được gì. Bà Kamala Harris đến Việt Nam vì nhiều vấn đề quan trọng. Vào ngày 30 tháng 7, báo chí của Nhà nước Cộng sản Việt Nam đồng loạt đăng tin Nhà Trắng đã thông báo Phó Tổng thống Mỹ thăm Việt Nam vào tháng tới. Phía Mỹ thông báo thì điều đó có nghĩa là phía Việt Nam đã ngỏ lời mời. Tuy nhiên, trên phương tiện thông tin đại chúng thì phía Mỹ thông báo trước. Không biết là ngày nào của tháng 8, nhưng thông báo như thế thì chắc chắn có chuyến viếng thăm Việt Nam. Và cuối cùng, lịch cũng đã được sắp xếp. Nhà Trắng đã thông báo Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã thăm Việt Nam cùng với Singapore, chứ không phải chỉ thăm riêng Việt Nam. Với Singapore, nước này là đồng minh của Mỹ nhiều năm nay, việc bà Kamala Harris thăm Singapore không làm thế giới quan tâm bằng chuyến thăm của bà tới Nhà nước Cộng sản Việt Nam. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Austin. Hãng thông tin Reuters cũng đã dẫn thông báo từ Nhà Trắng cho biết nữ phó tổng thống đầu tiên của Mỹ sẽ có chuyến thăm Việt Nam và Singapore vào tháng 8. Theo hãng tin này thì mục đích chuyến thăm là nhằm tăng cường quan hệ với hai đối tác quan trọng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Tổng thống Mỹ Biden và Phó Tổng thống Harris đặt ưu tiên hàng đầu là tái xây dựng quan hệ đối tác toàn cầu và giữ gìn an ninh quốc gia, và chuyến thăm sắp tới sẽ tiếp nối cho việc này. Nhà Trắng đã cho biết như thế. Và bà Harris sẽ thảo luận về an ninh khu vực, ứng phó toàn cầu với đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu và những nỗ lực chung nhằm thúc đẩy trật tự quốc tế dựa theo luật lệ. Trước đó, vào ngày 26 tháng 7, hãng tin Reuters cũng cho biết dẫn nguồn thạo tin thì bà Harris có thể thăm Việt Nam và Singapore trong tháng 8. Đây là tín hiệu rất tốt cho Việt Nam, nhưng Việt Nam có nắm lấy cơ hội này hay không lại là một chuyện khác. Trong 2 ngày 28 và 29 tháng 7, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Austin đã thăm Việt Nam. Chuyến thăm 2 ngày của ông Austin kết thúc với nhiều kết quả mà theo phía chính quyền Việt Nam cho là tốt đẹp. Tuy nhiên, theo giới quan sát đánh giá thì vấn đề chưa có gì đột phá, về phía Việt Nam vẫn còn dùng chính sách 4-0 đưa ra đỡ đạn vì sợ phía Trung Quốc phật lòng. Vào ngày 29 tháng 7, ông Austin có gặp ông Nguyễn Xuân Phúc, và ông Phúc cho biết Việt Nam rất mong muốn đón tiếp Phó Tổng thống cũng như Tổng thống Mỹ Biden tới thăm Việt Nam vào thời gian tới. Và vấn đề Biển Đông, mối quan tâm của Mỹ như thế nào? Chuyến thăm vào tháng 8 của bà Phó Tổng thống Mỹ cho thấy Mỹ đang muốn ngày một tiến gần hơn trong chiến lược ngoại giao với các nước Đông Nam Á. Vai trò Việt Nam ngày càng quan trọng hơn với Mỹ. Singapore, quốc gia nằm ngay bên eo biển,
Macca, còn Việt Nam có hơn 3.000 km bờ biển, mà phần lớn là bờ biển ở khu vực Biển Đông, nơi Trung Quốc chiếm tất cả lãnh thổ ở đây bằng đường chín đoạn do họ tự vẽ ra. Đây là hình ảnh bà Phó Chủ tịch nước Việt Nam, người sẽ tiếp bà Kamala Harris. Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris thăm chính thức đầu tiên tới Singapore và Việt Nam là mục đích muốn rằng khu vực Biển Đông này không dành riêng cho Trung Quốc. Tuy nhiên, Mỹ cũng đang vướng là thể chế chính trị của Việt Nam rất khó có thể tách Việt Nam rời xa Trung Quốc cho được, vì họ đều là đảng Cộng sản nắm quyền. Ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ thì nói rằng ông ủng hộ Việt Nam hùng cường, độc lập. Ý là muốn Việt Nam đủ sức cứng rắn với Trung Quốc thì điều đó có lợi cho Mỹ hơn và cũng có lợi cho Việt Nam hơn. Ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Austin đến Hà Nội và khẳng định Mỹ là đối tác đáng tin cậy, và Nhà Trắng thông báo vào thứ Sáu ngày 30 tháng 7, đồng thời cho biết thêm rằng chuyến đi nhằm tăng cường quan hệ hai đối tác quan trọng trong vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nơi từ thù đã thành bạn. Và chuyến thăm của bà Harris tới Singapore theo lời mời của Thủ tướng Lý Hiển Long. Bà Harris sẽ gặp các nhà lãnh đạo Singapore và thảo luận về các cách thức để tăng cường hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực, bao gồm quốc phòng, an ninh, thương mại kỹ thuật số, biến đổi khí hậu và ứng phó toàn cầu với đại dịch COVID-19. Ông Lý Hiển Long có nói như sau: "Tôi mong đợi các cuộc thảo luận của chúng tôi về việc tăng cường hợp tác song phương và cùng nhau giải quyết các thách thức toàn cầu như đại dịch và biến đổi khí hậu." Nhà Trắng cũng thông báo Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Harris đặt ưu tiên hàng đầu là xây dựng lại quan hệ đối tác toàn cầu và giữ an ninh cho quốc gia, và chuyến thăm sắp tới này tiếp tục công việc đó, làm sâu sắc thêm cam kết ở Đông Nam Á. Phó Tổng thống cũng sẽ khẳng định và ca ngợi mối quan hệ văn hóa và giao lưu giữa nhân dân bền chặt Hoa Kỳ và các quốc gia này. Được biết, chuyến thăm Singapore gần đây nhất của Phó Tổng thống Hoa Kỳ là vào tháng 11 năm 2018 của người giữ chức vụ lúc bấy giờ là Mike Pence. Đây sẽ là lần đầu tiên một Phó Tổng thống Mỹ đến thăm Việt Nam. Và chuyến thăm của bà Harris diễn ra sau khi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Austin thực hiện chuyến công du đầu tiên tới Singapore, Việt Nam và Philippines vào tuần vừa qua. Đây sẽ là chuyến công du nước ngoài thứ hai của bà Harris trên cương vị Phó Tổng thống. Lần công du đầu tiên của bà đến Guatemala và Mexico tập trung vào giải quyết các tình trạng nhập cư bất hợp pháp tại biên giới phía Nam của Hoa Kỳ. Và bà Võ Thị Ánh Xuân chỉ tiếp khách mang tính hình thức. Bà Võ Thị Ánh Xuân đang ngồi ở vị trí hữu danh vô thực. Bà sẽ được tiếp những vị khách có tầm ảnh hưởng của thế giới. Tuy nhiên, vai trò của bà thì lại rất mờ nhạt. Có lẽ bà Kamala Harris cũng không quan tâm lắm. Được biết, vào năm 2012, khi đó ông Tập Cận Bình đang là Phó Chủ tịch nước thăm Việt Nam. Theo nghi thức là bà Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đón tiếp. Tuy nhiên thực tế thì ông Nguyễn Phú Trọng đã trao đổi với ông Tập Cận Bình nhiều nhất. Đây là hình ảnh có lẽ bà Kamala Harris sẽ gặp cả ông Nguyễn Xuân Phúc và bà Võ Thị Ánh Xuân. Hiện nay bà Kamala Harris đến Việt Nam cũng giống như ông Tập Cận Bình đến Việt Nam gần 10 năm trước. Bà Kamala Harris sẽ gặp bà Võ Thị Ánh Xuân như là hình thức. Phát ngôn viên Sanders của Phó Tổng thống Harris cho biết, trong chuyến thăm Việt Nam và Singapore sắp tới, bà Harris sẽ thảo luận về tình hình an ninh khu vực, biến đổi khí hậu và những nỗ lực chung nhằm thúc đẩy trật tự thế giới dựa trên luật lệ. Đây là những vấn đề lớn, chỉ có Thủ tướng hoặc Tổng Bí thư tại Việt Nam mới có đủ thẩm quyền để bàn luận về những vấn đề này, và họ có thể đưa ra những quyết định có tác động cụ thể. Có lẽ bà Võ Thị Ánh Xuân cũng nên hài lòng với vai trò làm cảnh của bà. Là phụ nữ, vai trò như vậy được xem như là khá cao trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Và thực tế là bà Võ Thị Ánh Xuân sẽ chẳng bao giờ có vai trò gì trong chuyến viếng thăm của Phó Tổng thống Mỹ trong thời gian sắp tới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Sáu ngày 6 tháng 8 năm 2021 với bản tin Võ Thị Ánh Xuân sẽ nói gì với Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.